Nghệ sĩ Nguyễn Bá Lộc qua đời. Chiều ngày 18 tháng 12, nghệ sĩ Nguyễn Bá Lộc qua đời sau một tháng trở bệnh nặng. 8 năm trước, nghệ sĩ Nguyễn Bá Lộc được chẩn đoán mắc bệnh gan và chỉ sống khoảng 3 tháng, nhưng ông vẫn khỏe mạnh suốt nhiều năm nay. Do đó, thông tin nghệ sĩ Nguyễn Bá Lộc qua đời khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo chia sẻ từ người thân, tang lễ của đạo diễn Nguyễn Bá Lộc được tổ chức tại nhà riêng vào sáng ngày 19 tháng 12. Thi hài của ông sẽ được an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Sala Garden. Đạo diễn diễn viên Nguyễn Bá Lộc sinh năm 1956, hoạt động nghệ thuật từ năm 1980. Ông nổi tiếng với nhiều vai diễn như cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc trong bộ phim nhựa Hẹn gặp lại Sài Gòn và vai ông Năm Hợi trong bộ phim nhựa Người con gái đất đỏ, Ngô Đình Nhu trong phim Ông Cố Vấn. Suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, diễn viên Nguyễn Bá Lộc có hơn 40 vai diễn khác nhau. Những ngày cuối đời, nghệ sĩ Nguyễn Bá Lộc làm giảng viên thỉnh giảng tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Bà xã của nghệ sĩ Nguyễn Bá Lộc cũng là một diễn viên điện ảnh tên Ngọc Hân.